Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp và test chiếc máy rửa xe nhãn hiệu Omai 980T. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui thùng ra để lấy các phụ kiện trong máy. Sau khi chúng ta khui thùng thì đây là một số phụ kiện trong máy. Đây là bán súng và vỏ xịt của máy. Bộ phụ kiện đi kèm gồm có đầu nối nước, khớp nối nhanh, lọc rác và đầu nối vào trong ống dây. Đây là cần nối dài của máy, dây hút nước, dây xịt áp lực cao. Và đây là thân máy rửa xe 980T. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp dây hút nước vào trong thân máy. Các bạn lắp đầu nối nước vào trong thân máy trước. Tiếp đến thì ta sẽ lắp dây hút nước vào trong đồ khớp nối nhanh. Và lắp vào trong khớp nối nước. Đầu còn lại của dây hút nước chúng ta sẽ lắp lọc rác. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ vào trong thùng nước. Tiếp đến thì các bạn sẽ lắp dây áp lực cao vào trong thân máy. Một đầu chúng ta sẽ lắp vào trong thân máy. Siết thật chặt. Đầu còn lại chúng ta sẽ lắp vào trong bán súng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cấp nguồn điện cho máy để cho máy hoạt động. Các bạn chỉ cần bật công tắc on và bóp cò súng thì máy sẽ tự động hút nước. Chúng ta có thể chỉnh độ le của vòi phun ở trên đầu. Khi ta thả cò súng thì máy sẽ tự động ngắt và bóp cò súng thì máy sẽ hoạt động lại. Và đây là đồng hồ đo áp của chúng ta. Khi ta bóp cò súng thì máy sẽ lên áp.
khi thả cò xuống thì áp lực sẽ về không. Các bạn thấy là lực rất là mạnh, có thể làm sạch các bụi rong rêu cá này. Cần nối dài của máy thì các bạn sẽ tháo đầu phun ra và lắp cần nối dài vào. Các bạn xoay để tháo đầu phun, lắp cần nối dài vào máy. Và lắp đầu phun vào cần nối dài.